Xin chào các anh chị yêu Lan trên kênh mình nhé. Ngày hôm nay thì em quay một cái video mời cả nhà mình cùng ngắm nét đẹp của một cái dòng lan đặc sản của quê hương em, đó là Hoàng Nhạn Tháng 8 Gia Lai. Một khúc này là một khúc nguyên bản từ ngày trước này, đã thuần chậu này, vẫn còn một cái khúc cây ở dưới chậu các anh chị nhé. Và đây là một khúc nguyên bản rời này, và cả hai thì đều đang có hoa rất là đẹp luôn, đều sổ ra những cái cánh hoa rất là sáng sạch đấy, sáng sạch luôn, cực kỳ đẹp luôn các anh chị này đấy. Và hoa thì rất là thơm luôn, nó được mệnh danh là nữ hoàng của mùi hương trong các loài lan rừng ấy. Nhất là trời càng nắng thì nó càng thơm, còn buổi tối thì nó sẽ thơm nhẹ nhẹ hơn. Và hai cái cây này, một cây chậu và một cây nguyên bản này thì đều đã có chủ hết rồi. Lát nữa thì em sẽ đóng hàng và em gửi. Và cũng lâu lắm rồi thì em mới lên kênh, bởi vì cái thời gian qua thì cũng bận rộn khá nhiều việc, và thứ hai là bận trồng cây nữa. Dạo này lan rừng về thì em lên vườn cũng nhiều, tại vì trước đây thì bán thì nhiều rồi, bây giờ thì làm thêm giàn thì mình trồng thêm để mai mốt rảnh rỗi thì bán lai dai cho vui, giao lưu cho vui. Các cây lan của núi rừng Gia Lai, Kon Tum nói riêng và của Tây Nguyên nói chung các anh chị ạ. Thì em có hàng thì mới bán, cây chuẩn, hàng chuẩn và đa phần đều là nguyên bản hết thì em mới bán. Và hôm nay ấy, em quay video này ấy, cũng chưa là bán đâu, em còn một ít Hoàng Nhạn Tháng 8 Gia Lai nữa, nhưng mà em sẽ quay lên kênh sau các anh chị nhé. Hôm nay thì quay những kênh cái cây này thì quay lên để các anh chị cùng ngắm nghía vẻ đẹp của hoa lan Hoàng Nhạn Tháng 8 Gia Lai này. Đấy, hoa rất là thơm luôn. Trên cần hoa này thì có rất là nhiều những chú kiến nó đang bò này. Đấy. Động vật nó cũng cảm nhận được cái mùi hương thơm của núi rừng. Đấy. Và những cây mà từ rừng về ấy, thì nó vẫn luôn mang trong mình đậm chất phong sương. Nhưng mà về nhà chăm một thời gian thì nó sẽ sinh tươi lại ngay. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Đúng là mùa này thì chỉ có hoàng nhạn thôi. Hoàng nhạn tháng 8 nhưng mà hoa nó nở lai dai từ tháng 8 cho đến tháng 12 ấy. Đấy, trong tầm đấy. Mà cái mùa này thì thời điểm này, trong thời gian đấy thì cái loài này là cái loài mà có lẽ là độc tôn luôn, không có loài nào vượt qua được. Bởi vì cái dòng lan rừng thì thường thường hoa nó sẽ nở vào những cái dịp mà mùa xuân hoặc mùa hạ các anh chị ạ, chưa dịp thu đông thì rất là ít. Cây rất là đẹp luôn các anh chị này. Cây này thì bản lá rất là xếp nhá. Em để ý, em lấy và để ý rất là nhiều cây lan rừng nhá, không riêng gì hoàng nhạn đâu, mà nó còn giáng hương này, đai châu này, rồi sóc chồn này. Nó có tố chất gen của từng cây một các anh chị ạ. Có cây thì bản lá nhỏ, có cây thì bản lá to, cây thì lá lướt, cây thì lá xếp, cây thì úp thìa, cây thì lá nó cong xuống, đủ các thể loại luôn. Và nó mang cái yếu tố gen đấy cho đến khi cây nó thành những cây lớn luôn ấy. Và khi mà mình chơi lan ấy, mình có thể chọn lọc những cây mà nó có tố chất từ khi còn nhỏ, bởi vì tương lai nó sẽ phát triển thành một cây, nó sẽ tố chất mà khi mình làm thành một cái tác phẩm để chơi, để ngắm ấy, thì nó đúng là đỉnh luôn đấy các anh chị ạ. Như cây này chẳng hạn này, mai mốt này lên nó sẽ rất là đẹp này, nó lên nó cứ xếp lá, nó cứ xếp cao 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 lên. Và cái dòng này thì rất là dễ đẻ con nhá, phun xịt tươi xanh vào đây thì cây con nó lên nhiều, cực kỳ nhiều luôn các anh chị ạ. Và nó cũng rất là nhanh lớn, thân thủ nó cũng đẹp, hoa thì rất là thơm, cho nên làm tác phẩm nhất là ghép lũa về mà các anh chị đặt cái cục này vào một cái chậu gỗ lớn này, đặt sau lưng là một cái lũa này, lũa đẹp này, mai mốt nó lớn lên sẽ thành một tác phẩm rất là đẹp luôn và nhìn rất là thích mắt luôn, ngắm mãi không chán ấy. Như em chẳng hạn là em cũng ra vườn ấy, vì cái sắc hương của mùi hoa này thì đi ra vườn ngắm nghía rồi ngửi mùi thơm của nó rất là đã. Mang một ly cà phê ra đây uống nữa thì thôi rồi, đúng là sướng luôn, sướng nhất luôn, chả cần đi đâu cả, chỉ cần ở nhà quanh quẩn với góc nhỏ đam mê thôi các anh chị ạ. Cũng khá lâu rồi thì em mới lên kênh và quay video rồi giao lưu nói chuyện như vậy.
Em cũng thay cái máy mới cho nên là cài đặt lại mọi thứ, phần mềm sửa video trên điện thoại này, rồi cài đặt cái kho âm thanh của thư viện âm thanh trên YouTube để tránh dính bản quyền này, cài đặt lại rất là nhiều thứ, rồi lại kênh nữa, phải kênh thì em đăng nhập vào cái máy kia nó lâu rồi quên mật khẩu, cho nên là qua máy này thì nó phải lấy lại mật khẩu, nói chung là nhiều bước phức tạp lắm để vào, nên là lâu rồi em chưa lên kênh. Nhưng quan trọng nhất là phải có hàng chuẩn thì mới bán cơ. Còn hôm nay chỉ là khoe những cây đang nở hoa thôi các anh chị nhé. Rồi sau đấy thì lúc nào rảnh thì em sẽ lên kênh quay video để giao lưu, chia sẻ đến các anh chị những cây lan rừng của Gia Lai, Kon Tum các anh chị nhé. Không riêng gì nhạn này đâu, còn rất là nhiều các loại khác. Thực sự đây rất là thơm luôn. Một mùi thơm rất là dễ chịu, ngọt ngào, nồng nàn, ngây ngất. Ngày xưa thì hay đi quay nhiều hơn, nhưng bây giờ thì ở nhà thì thỉnh thoảng đi thôi, còn lại làm vườn và các anh em làng thì họ đi là chính. Với cả quanh quẩn xoay quanh những cây lan ấy thì nhiều cái chủ đề mình cũng đã từng nói rồi ấy, nói đi nói lại đôi khi nó bị cảm giác làm sao ấy. Nhưng quan trọng nhất là trải qua thời gian thì cây đam mê nó vẫn kiểu như luôn luôn bỏng cháy và nó vẫn luôn đi theo mình trong suốt những cái năm tháng của quá khứ, của hiện tại và đến tương lai đúng không chị ạ? Đấy, và hôm nay thì em xin phép được kết thúc video này. Xin chúc các anh chị yêu lan trên kênh mình luôn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui và sưu tầm được nhiều những cây lan đẹp cho góc nhỏ đam mê của mình nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn các anh chị trong những video mới, những bài bán hàng mới, những hành trình mới của em trên kênh nhé. Em xin chào và xin cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành với em trong suốt những quãng thời gian dài vừa qua.